a bằng 2 cộng 2 mũ 2 cộng 2 mũ 3 cộng 2 mũ 4 cộng chấm 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 đến 2 mũ 9 cộng 2 mũ 2 mũ 10. Thì các bạn nhìn nè, từ số thứ nhất lên số thứ hai các bạn thấy rằng có phải nhân thêm 2 không ạ? Từ số thứ hai lên số thứ ba các bạn phải nhân thêm 2 không ạ? Tương tự như vậy thì các giải như sau, các bạn nhân 2 vế cho 2. Đây, nhân 2 vế cho 2. Vậy 2 nhân A bằng, thì các bạn nhớ nhân thì là mũ cộng, là lấy ví dụ nha để các bạn không hiểu. 2 nhân 2 mũ 2 thì 2 này chính là 2 mũ 1. 2 mũ 1 nhân cho 2 mũ 2 thì đây là phép nhân. 2 lũy thừa cùng cơ số, ta lấy mũ cộng lại, cơ số giữ nguyên. Được chưa? Đó. Vậy đây 2 nhân cho 2 là 1 cộng 1 là 2. 2 nhân cho 2 mũ 2 ra 2 mũ 3. 2 mũ 2 nhân cho 2 mũ 3 ra 2 mũ 4. Tiếp tục 2 mũ 5 cộng chấm 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 đến 2 mũ 10 cộng 2 mũ 10 11. Được chưa? Sau đó các bạn trừ cho 2 vế, trừ 2 vế cho A bằng, ta viết lại hàng này trước nè, sau đó trừ cho A là hàng này nè. Vậy là 2 mũ 2 cộng 2 mũ 3 cộng 2 mũ 4 cộng 2 mũ 5 cộng chấm 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 đến 2 mũ 10 cộng 2 mũ 10 11. Ở đây là viết thêm 2 mũ 9 nữa để các bạn thấy mối tương quan. Rồi trừ nè, thì đổi dấu hết tất cả hàng này, có phải là trừ 2. Mình viết sao để cho nó, các bạn thấy mình rút gọn cho nó đẹp nha các bạn. Đây là viết số 2, nhích qua đây một chút xíu. Đây, trừ 2, trừ 2 mũ 2, trừ 2 mũ 3, trừ 2 mũ 4, cộng chấm 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 chấm, trừ 2, xin lỗi, trừ luôn nha. Ở đây trừ luôn. Đó, trừ 2 mũ 5, trừ chấm 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 chấm, trừ 2 mũ 9, trừ 2 mũ 10. Rồi, tiếp tục ta viết 2A mà trừ đi A thì 2 chữ A trừ đi 1 chữ A còn lại 1 chữ A, hoặc là 2 con gà trừ đi 1 con gà thì còn 1 con gà. Rồi, sau đó các bạn rút gọn nè. Thằng này với thằng này đổi nhau nè, thấy không ạ? Cộng lại bằng 0, đây đổi nhau cộng lại bằng 0, cộng lại bằng 0, tiếp tục như vậy, tiếp tục như vậy. Vậy mình chỉ còn lại là trừ 2 cộng 2 mũ 11. Ok chưa ạ?